Chị ơi, đây là ba cái cây trúc Phật Bà mà em chọn cho chị nhá. Túm lại là em chọn là chắc chắn là tự tin rằng là chị sẽ ưng luôn. Ok, nhận được cây thì chị thông tin lại giúp em nhá. Wow. Đổ mất tôi ạ. Vận chuyển lên bằng đường bưu điện, đây là em cũng chỉ chọn cho chị được cái cây mà nó dài như này là dài nhất rồi. Còn đâu vườn thì có nhiều các cây khác cao hơn lắm ạ. Một mét rưỡi, hơn mét rưỡi cũng có, nhưng mà không vận chuyển được đường bưu điện. Là những cái cây như này em chọn cho chị như này là gốc nó cũng rất là to. Hai nữa là đấy, chị bảo là chị thích nhiều lá cành này, nhiều lá cành đấy ạ. Cảm ơn chị đã tin tưởng ủng hộ.